Chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Thời tiết hôm nay vẫn 9 đến 10 độ anh chị ạ, quá là lạnh luôn. May quá em tranh thủ đi mua được một chiếc vô lăng quá là đẹp anh chị ạ. Đấy, vô lăng của Vios mà như này thì quá là tuyệt vời rồi anh chị ạ. Đây, khóe vô lăng này. Đấy, đây khóe vô lăng này anh chị này. Nhìn vào cái vô lăng này thì thực sự là rất là uy tín luôn anh chị ạ. Đây, phần mạ bạc này. Đấy. Mà lại được số tự động anh chị nhé. Đó chính là chiếc Vios E số tự động hay còn gọi là ECVT 2018 anh chị ạ. Đấy. Bác chủ đi quá là dữ luôn anh chị ạ. Đây, anh chị nhìn thấy này. Đấy, táp ni của nó đấy ạ. Bản E số tự động vẫn là trang bị hai túi khí phía trước thôi. Đấy, bác chủ thì trang bị full đồ rồi. Anh chị có thể nhìn ở đây. Màn hình Android anh chị nhá. Có cam hành trình tích hợp phía trước này. Có mắt cam phía trước luôn. Đấy, anh chị thấy không ạ? Sắc nét luôn và rất là hiện đại anh chị nhá. Cam nùi cũng đầy đủ luôn anh chị ạ. Đây, cam nùi đây anh chị ạ. Đấy. Cam nùi, cam hành trình đầy đủ anh chị nhé. Cam hành trình thì tích hợp vào màn Android rồi. Đấy, màn Android. Đấy, đây, công tơ mét hơn 6 vạn anh chị ạ. Đấy. Quá là chất luôn anh chị ạ. Mà đã lắp full đồ rồi anh chị nhé. Đây, nội thất của xe đây. Anh chị thấy không ạ? Hôm nay trời nó âm u. Tuy nhiên là xe đẹp em quay này. Nó vẫn là lên luôn anh chị nhá. Đấy. Vẫn lên luôn anh chị ạ. À, những cái nút bấm này. Dấu mực vẫn còn sắc nét anh chị nhá. Bản ECVT hay bản E số tự động 2018. Và đây là mặt chân phanh và chân côn, à chân phanh và chân ga anh chị nhá. Đặc biệt là mặt chân phanh này anh chị này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Cái mặt của nó vẫn còn rất là dày và nó chưa bị mòn vẹt. Xe thì bên em bao zin cho anh chị nhá. Không mất một phân keo chỉ nào luôn ạ. Một chiếc xe mà chủ xe đi giữ gìn. Nhìn nó vẫn là khác anh chị ạ. Xe vừa mua về anh chị nhá. Em chỉ phải rửa thôi, rửa nước nã thôi. Bác chủ là định đi Tết, thế nên là cách đây 2 tuần là bác chủ đã đánh bóng rồi. Bộ ghế da thì anh ấy nắp từ mới anh chị nhá. Đấy. Vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Chỉ có chỗ ngồi là nó hơi xỉn xỉn màu một chút thôi, không ảnh hưởng gì. Đấy. Xe zin đét luôn anh chị ạ. Không mất một phân keo chỉ nào. Đây, sản xuất tại năm 2018 tại Toyota Việt Nam anh chị nhá. Đấy. Đây là hàng ghế thứ hai này. Đấy, bác chủ vẫn quên ít đồ thì chút nữa em sẽ gửi giá cho bác chủ. Biển Hưng Yên. Hưng Yên nhưng mà ngay giáp Hải Dương bên em thôi. Đấy. Nhìn vào táp ni cũng rất là uy tín nha anh chị nhá. Táp ni của xe đấy ạ. Xe thì lốp theo xe là còn 2 quả đun lốp. Còn khá là dày nhá, còn rất là dày anh chị ạ. Bởi vì xe đi hơn 6 vạn mà. Lốp còn rất là dày. Lốp đun lốp nhá, chính hãng theo xe nhá. Và date đều là 2018. Thực ra hai lốp trước là bác chủ bác ấy thích thay lốp mít vào thôi. Chứ hai lốp trước là nó cũng dày như này. Nhưng mà anh chủ xe anh lại thay hai lốp mít vào rồi. Anh bảo anh thay vào đi cho nó êm. Bởi vì là có một quả lốp ở đằng trước có một lần dính đinh, thế là anh ấy thay lốp mít vào. Cũng mới thay thôi anh chị ạ. Lốp còn rất là dày. Đó. 2018 anh chị nhá. Đây, đối với bản ECVT thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó đối với cái đường hỗn hợp này chưa đến 6 lít trên 100 km anh chị nhá. Hộp số tự động vô cấp hay còn gọi là hộp số tự động dẫn động bằng dây đai. Cụm đèn sau này. Đèn zin của nó bao giờ. Cái vỏ đèn nhìn nó cũng rất là trong anh chị ạ. Nó không bị xỉn theo thời gian.
cam nùi đầy đủ nhá. Em vừa mua về rửa qua nước nã là quay gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Ốc cốp sau đây anh chị nhá. Chưa động chạm một con ốc nào anh chị ạ. Đây lòng cốp này, có nót cốp cao su rồi. Lòng cốp đây anh chị nhá. Chưa dọn gì luôn anh chị ạ. Lạnh lắm mà bên em thì cũng còn có 4 5 xe thôi. Để tranh thủ bán nốt Tết. Chứ bây giờ lốt chiếc cuối cùng này em nhập là em không nhập nữa anh chị ạ. Đấy. Nghỉ Tết rồi. Đấy anh chị nào mà còn chưa có xe đi Tết thì tranh thủ mua. Chỉ còn vài hôm nữa thôi. Là đã nghỉ Tết rồi anh chị ạ. Mà trời lạnh này không đúng là thực sự cảm thấy là cái ô tô nó quá là giá trị anh chị ạ. Rất giá trị luôn. Đấy. Xe zin hết nhá anh chị nhá. À, chủ xe thì đã trải sàn ra rồi. Bộ thảm nỉ thì vẫn còn zin theo xe. Đây, cái lúc vừa em xem xe này em phải bóc chỗ này ra để em sờ cái sàn nỉ của nó. Xem có bị ngập nước gì không nhá anh chị nhá. Thì cái sàn nỉ của nó này nó còn khô doang luôn. Không vấn đề gì. Không có bết riếc gì anh chị nhá. Và không có mùi hôi mùi riếc gì. Rất là an tâm. Đấy anh chị. Thế là xe không bị ngập nước nha anh chị nhá. Tắp ni zin. Biết cái đồ túi đồ này tí gửi giả bác chủ. Thấy bảo là thuốc bổ gan, anh mới mua xong. Chắc là đợt Tết này uống nhiều rượu sao mà mua cả túi bổ gan to đùng. Máng nước và ổ khóa nha anh chị nhá. Cái đồ thép của cái dòng xe Toyota bao giờ nó cũng thế này anh chị ạ. Nhìn nó cứ sáng theo thời gian thôi. Đấy. Đấy lốp sau vẫn là lốp đun lốp nhá. Còn rất là dày. Đun lốp này. Và đều đết 2018 hết anh chị nhá. Hoàn toàn là an tâm. Bản này thì vẫn là trang bị 4 phanh đĩa thôi. Đây cua lốp đây anh chị ạ. Đấy. Nó chỉ vết bẩn nhá. Em vừa rửa thôi. Chứ chưa có một hiện tượng han mọt gì nhá. Đấy. Hưng Yên thì nó có một cái vùng. Một cái vùng thôi. Là xe rửa cái nước giếng khoan ở đấy nó rất là han luôn. Đấy anh chị xem xe Hưng Yên thì để ý có một cái vùng. Đấy. Đây. Về không phải sơn si gì anh chị ạ, mà xe thì nhìn nó rất là bóng luôn. Sơn zin nó còn nhiều. Đấy. Rất là cứng xe anh chị ạ. Hai lốp trước có lốp mít nha anh chị nhá. Còn là hai lốp sau nó là lốp theo xe. Đây, thẻ bảo dưỡng, thẻ nhắc bảo dưỡng này. Ngày thay dầu này. Lần thay dầu tiếp theo là ở 6,2 vạn nhá. Mà vừa ở đây là 6 vạn. Thế là anh chị có mua chiếc xe này về anh chị phải đi được hơn 2.000 km nữa thì mới phải thay dầu. Đấy là theo đúng tiêu chuẩn nhá anh chị nhá. Đây ngoại thất của xe màu đen. Chỉ phải rửa thôi anh chị ạ. Vừa rửa nước nã xong thôi là quay để gửi tới quý anh chị và các bạn được luôn rồi. Đấy. Bác chủ đi rất là dữ luôn. Mà biển Hưng Yên rất là đẹp nhá. Tuy nhiên thì định danh rồi. Đấy. Tuy nhiên là bác chủ em phải thỏa thuận luôn với bác chủ rồi. Ra ngoài Tết em mới rút hồ sơ. Đấy. Chứ bây giờ mà bác chủ đòi luôn là em cũng không mua. Đấy. Thế nên là anh chị mà có mua chiếc xe này hoàn toàn là an tâm có thể đi qua Tết được nhé. Có biển xe để đi qua Tết. Còn ra Tết em sẽ rút hồ sơ cho anh chị.
Thời điểm này thì rút cũng được thôi, nhưng mà nó rủi ro lắm. Đây, cụm đèn trước của nó này. Bản E thì vẫn là đèn phản xạ đa chiều thôi anh chị nhá. Đèn zin của nó chưa độ riếc gì. Vỏ đèn còn rất là trong, kể cả đèn gầm nữa luôn. Nhìn vào cái đèn zin của nó vẫn có cái chất anh chị ạ, vẫn chất riêng. Đăng kiểm rất là dài anh chị nhá, bác chủ mới đăng kiểm thôi. Đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2026 này. Và phí bảo trì đường bộ thì mua cùng với đăng kiểm rồi nhá. Không lo bị nợ phí bảo trì đường bộ. Đây là khoang động cơ của xe. Rồi, nhìn máy Vios thì anh chị biết bản E CVT thì bắt đầu có máy đuồn VVT-i này, hay còn gọi là máy trắng, thì bắt đầu có bản E CVT anh chị nhé, cuối 2016. Đây, khoang máy đây và da máy đây anh chị ạ, chưa dọn rửa gì nhá. Tuy nhiên anh chị thấy, thứ nhất đó là máy zin từ dàn cò, và cái thứ hai đó là da máy còn rất đẹp nhé anh chị nhé. Đấy, nó không bị xỉn. Và anh chị nhìn ở đây, anh chị thấy từ những con ốc chân máy này, nguyên sơn CS của nhà máy nhá. Đấy, nguyên vạch sơn CS của nhà máy này. Đấy, zin từng con ốc anh chị ạ, máy số zin và zin từ dàn cò. Đấy, rất là an tâm anh chị ạ, mua chiếc xe này. Ốc capo đây, nó chỉ bị bẩn xỉn theo thời gian thôi anh chị ạ. Còn zin đét nhé, chưa vặn mở một lần nào. Tấm nỉ thì nó bị dính nước anh chị ạ, nó hơi cong chút thôi, nhưng mà chất xe chạy chuẩn đấy anh chị ạ. Đấy, ổ khóa phía trước này. Đấy, hơi sâu tí, anh chị có thể khó nhìn, anh chị có thể thấy zin từng con ốc luôn anh chị ạ, hoàn toàn an tâm nhé. Ngoài ra thì bên em bán thì có bao check hãng, hoặc là khuyến khích anh chị mang theo thợ thợ có chuyên môn một chút, hiểu biết về xe, hiểu biết về xem xe cũ anh chị nhé. Một chiếc Vios E số tự động sản xuất vào năm 2018, xe biển Hưng Yên anh chị nhé. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 382 triệu đồng anh chị nhé. 382 triệu đồng. Xe đã lắp full đồ rồi, màn Android cam nùi cam hành trình. Đấy, đăng kiểm dài anh chị nhé. Hai lốp theo xe đằng sau vẫn còn dày, và bác chủ đã thay hai lốp trước là lốp mít rồi, vẫn còn rất đẹp, mới thay thôi. Đấy, xe anh chị mua về chỉ việc đi test thôi, không cần phải làm thêm gì anh chị ạ. 382 triệu đồng anh chị nhé, có bao rút hồ sơ và có lọc ná cho anh chị. Đấy, anh chị nào đang có nhu cầu vui lòng qua bên em tại Xe Đẹp Hải Dương. Đấy, số hotline của em là 0975695559 anh chị nhé. Anh chị qua xem xe và lái thử xe để có thể chốt xe cho mình một chiếc xe đẹp để đi Tết anh chị nhé. Hiện tại thì bên em cũng đang dần hết xe rồi, chỉ còn 4-5 chiếc nữa thôi. Đấy, một chiếc Cerato 2019 kia. Đấy, bên trong nhà thì còn 3 chiếc kia thôi. Đó, Innova 213, i10 và Vios 215 anh chị nhá. Và hai chiếc này, ECVT, một chiếc màu nâu vàng 2017 và một chiếc màu đen 2018 anh chị nhá. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe đi Tết thì vui lòng qua bên em. Số hotline của em đây nhá anh chị nhá, 0975695559. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.